tắc gật đầu, như cam vắt từng câu, mà hay là chắc cân nhắc buổi chuyện mai gấp. Let's go. Chắp tay vô đây nếu tôi cần rap, chắp tay lên tay vô đây làm nhạc, chắp tay đâu đây old school hay trap, chắp tay chú chú căng gật gật. Suy nghĩ đó đâu cần phải so tài, nói đúng tới chất đâu cần hát cho dài. Có một điều thật đừng nói gì mà làm sai, bây giờ có mặt đây giới thiệu mình là ai. Em ở đâu đây không biết, ai ở đây mau lên tiếng, anh đã quăng cho cây viết, đắp ở đâu ra on beat. Nhịp beat luôn vang trong đầu, đam mê từ lâu đã chạy trong máu. Chữ và nhịp flow ta biến cảm xúc mình thành kho báu. Đối với người khác âm nhạc chỉ để nghe, đối với ta âm nhạc là lý tưởng. Những thứ lấp lánh này không chỉ để khoe mà để chúng mình này cũng có thể lấy được. Ê, xuất phát khiêm tốn theo con số không, không bỏ cuộc là bài học vỡ lòng. Mơ là phải lớn cho khỏi bỏ công, nguyên tắc là không đi theo số đông. Rồi mai này những phút thăng hoa ta không có đêm dài ngồi viết rồi lại xóa. Khi hạt giống ta gieo đã đơm hoa, tất cả những gì ta gặp đây chính là thành quả. Em nghe đã DJ A qua chi cho bắt được nhiều màu, phun như mưa tay chân đông đưa quên đi hết.